Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Bộ Nội vụ kém nên phương án quản trị quốc gia tồi. Ngày 3 tháng 8, trên trang Facebook cá nhân của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu có bài Bộ Tổng Tham mưu và Bộ Nội vụ bình luận về kế hoạch sáp nhập quận, huyện do Bộ Nội vụ đề xuất. Tác giả cho rằng chiến dịch quân sự được tiến hành theo phương án tác chiến của Bộ Tổng Tham mưu. Chiến trận giữa hai bên thắng, thua phụ thuộc phần nhiều vào Bộ Tổng Tham mưu. Bộ Tổng Tham mưu giỏi thì ít, dở thì nhiều. Bộ Tổng Tham mưu kém thì nhiều, mà thua thì ít. Cho nên, một quốc gia muốn có quân đội mạnh thì phải có một Bộ Tổng Tham mưu giỏi với một Tổng Tham mưu trưởng tài ba. Và đây là hình status trên Facebook cá nhân của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu. Tác giả nhận xét, ở nước ta, về cơ bản, cơ chế vận hành ở lĩnh vực quản trị hành chính tuân theo các quy định có nguồn gốc từ Bộ Nội vụ. Vai trò của Bộ Nội vụ trong quản trị quốc gia được ví như vai trò của Bộ Tổng Tham mưu trong chiến tranh. Bộ Nội vụ giỏi thì phương án quản trị quốc gia tốt. Bộ Nội vụ kém thì phương án quản trị quốc gia tồi. Bộ Nội vụ muốn giỏi thì trước hết Bộ trưởng phải là người tài giỏi. Nếu Bộ trưởng Bộ Nội vụ tài giỏi thì phương án quản trị quốc gia đưa ra không thể sáng suốt. Một đầu bếp tồi không bao giờ cho ra một bữa tiệc ngon. Theo tác giả, những người đã trải qua đào tạo đại học đều thấy rõ không có một cơ sở khoa học nào để quy định rằng đơn vị hành chánh cấp quận phải diện tích tối thiểu 35 km², dân số 150.000 người trở lên. Và trong 2 năm tới, các huyện có diện tích dưới 20% và dân số dưới 200% tiêu chuẩn sẽ phải sáp nhập. Tác giả nêu ra những thắc mắc. Tại sao là 35 km² mà không phải là 50 km² hay 100 km². Tại sao là 150.000 người mà không phải là 500.000 người hay 1 triệu người? Tại sao dưới 20% diện tích thì phải sáp nhập mà không phải là 25%, 30% hay 50%? Tác giả lập luận rằng diện tích quận Hoàn Kiếm là 5,29 km², quận Ba Đình là 9,25 km², quận Hai Bà Trưng là 10,26 km². Sáp nhập cả ba quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng vẫn chưa đủ tiêu chuẩn là 35 km². Nếu thay vì dưới 20% mà nâng lên dưới 30% thì không riêng Hoàn Kiếm mà cả Ba Đình và Hai Bà Trưng đều phải sáp nhập. Những bất cập của sáp nhập quận, huyện, phường, xã đã được dư luận xã hội phản ánh liên tục và rộng rãi, nhưng dường như chưa được các cơ quan có thẩm quyền chú tâm đến. Và đây là hình bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, người bị cho là một đầu bếp tồi. Tác giả đặt ra các nghi vấn, hoặc là thực đơn của Bộ Nội vụ về sáp nhập quá tuyệt hảo, hoặc là sự mê hoặc của các con số giảm biên chế, hoặc là sự bất khả xâm phạm của các nghị quyết chăng. Tác giả nêu quan điểm, giảm biên chế trước hết phải dựa vào ứng dụng công nghệ và tạo việc làm mới, chứ không trông chờ vào việc sáp nhập. Sáp nhập không đơn thuần là phép tính cộng, tạo ra cảm giác được thêm, mà tưởng là vô hại. Sáp nhập có thể hủy hoại văn hóa, phong tục, tập quán, truyền thống lịch sử và sự kế thừa tinh hoa. Các vị đứng đầu nhà nước, cụ thể là Võ Văn Thưởng, Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ, dù rất bận nhiều việc, nhưng rất cần quan tâm đúng mức đến việc sáp nhập quận, huyện, phường, xã, không chỉ dựa chủ yếu vào đề xuất của Bộ Nội vụ. Thông tin trên mạng xã hội cũng là một nguồn dữ liệu quan trọng để soi xét sự đúng đắn các quyết định về quản trị quốc gia. Luật là do con người đưa ra được thì cũng sửa đổi hoặc xóa bỏ được. Tác giả nhận định thêm, nguy cơ xóa bỏ những tên gọi huyền thoại như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, động đến thần linh và lịch sử, cuối cùng sẽ thức tỉnh những cơn mê giáo điều. Nếu sự tự mãn thắng thế thì cũng sẽ bị đời sau bác bỏ. Bài viết nhận được 2,5 ngàn lượt thích và yêu thích, hơn 400 lượt chia sẻ cùng với hơn 530 bình luận
mà đa số là đồng tình với quan điểm của tác giả. Điều này cho thấy lòng dân. Tuy nhiên, dù lòng dân thế nào, thì e rằng cũng khó có thể lay chuyển được ý đảng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bộ Nội vụ kém nên phương án quản trị quốc gia tồi. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Xin đừng sáp nhập, xin đừng đổi tên. Báo Tiếng Dân ngày 3 tháng 8 có bài bình luận của tác giả Hiệu Minh về tình trạng sáp nhập, đổi tên ở Việt Nam. Và đây là hình bài viết trên Tiếng Dân. Chuyện quận Hoàng Kiếm thuộc diện sáp nhập đang nóng trên mạng, nhưng tôi có niềm tin sắt đá rằng Hoàng Kiếm cũng như Ba Đình sẽ không bao giờ thay đổi. Hồi mới sang Washington DC năm 1995, cảm giác ban đầu tôi thấy thủ đô Mỹ bé bằng cái lỗ mũi, chả bằng Hà Nội nhà mình, nuốt cả Hà Tây và cắt Hòa Bình. Thời lập quốc, Bộ Chính trị Mỹ đã cắt một ít của cô gái còn trinh Venetia và góc tam giác của nàng Mary Maryland thành các hình vuông 10 mai nhân 10 mai, tức 16 km nhân 16 km và gọi đó là thủ đô Washington DC. Ở giữa có hai con sông Potomac và Anacostia chạy qua tha hồ lắm nước. Sau này, phần Arlington bị cắt trả về Venetia do muốn xây nhà cao tầng nên DC từ vuông thành méo kiểu các quạt của Hồ Xuân Hương. Hơn 200 năm qua, chưa bao giờ Quốc hội Mỹ cho phép mở rộng để đua với Hà Nội to đùng. Dân số thủ đô Hoa Kỳ khoảng 1 triệu, hầu hết là da màu. Nhưng vào ngày làm việc, khoảng 800.000 dân tinh hoa từ Maryland và Venetia đổ vào làm việc, hết giờ lại về quê, nên buổi tối thủ đô Mỹ im phăng phắc. Tách, nhập, mở rộng, đổi tên, gây bao hệ lụy cho dân, cho nên Hoa Kỳ có kiểu đặt tên phố theo vần ABC 123 và tên người thông dụng như Andrew, James, kèm theo hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, vô hồn nhưng thực dụng. Họ hạn chế dùng tên người nổi tiếng cho các thành phố hay đại lộ, tránh màu sắc chính trị trên đường. Tên phố đã đặt là không làm lại biển một lần nào nữa. Zip code phân ranh giới không bao giờ được đổi. Mỗi quận, mỗi bang có một số zip code không thay đổi từ thời lập quốc. Chả là hôm nay nhân dân cho rằng anh Adam X có công với nước nên cố tìm bằng được một phố để đặt tên. Bao nhiêu giấy tờ, địa chỉ, hộ khẩu, sổ đỏ, chứng minh thư của dân đều liên quan đến phố đó. 10 năm sau, đám con cháu phát hiện Adam X là kẻ trộm cắp. Thế là tên bị xóa, kéo theo bao hệ lụy. Hàng chục triệu dân phải thay lại địa chỉ, thay lại chứng minh thư, rồi cơ sở dữ liệu, làm lại sổ đỏ, đâu phải câu chuyện đổi tên trên tờ giấy A4 là xong. Nước mình đang trong quá độ tiến lên 4.0, quản lý dân cư thông qua bỏ hộ khẩu, cải tiến căn cước công dân, xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư, nghe nói sắp được hoan hô, chỉ còn vài bất cập nữa là xong. Nghị định chính phủ về chứng minh nhân dân đã xác định mỗi công dân chỉ được cấp một số chứng minh nhân dân riêng, nhưng trong thực tế, kha khá công dân có nhiều chứng minh thư, căn cước công dân. Và đây là hình giấy tờ đổi liên tục làm người dân mệt mỏi. Ai có chứng minh thư cũ gồm 9 số, có vân tay, được cấp từ sau năm 1975 thì rất nhiều tài sản ăn theo số chứng minh thư này, như sổ đỏ, sổ hộ khẩu, giấy kết hôn, mã số thuế, hộ chiếu, sổ tiết kiệm, số tù của vụ giải cứu, kể cả giấy báo tử. Bỗng một hôm, ta thích thì ta đổi tên, tỉnh, tên huyện, tổ thành nhóm, xã thành phường, tách, nhập. Tôi có nguyên quán là huyện Gia Khánh, tức Ninh Bình, xa nhà hơn chục năm, về quê mới biết huyện đã đổi thành Hoa Lư. Đổi chứng minh thư sang căn cước công dân vẫn cần nguyên quán, thế là tôi có hai nguyên quán.
Ai đảm bảo 20 năm nữa người ta còn nhớ Gia Khánh là Hoa Lư, hay chừng nhập huyện với Nho Quan đố đoán được. Sổ đỏ được đăng ký theo số chứng minh thư cũ, nên dù đã làm căn cước công dân 12 số, gắn chip, nhưng mỗi lần giao dịch phải trưng cả hai. Chưa kể, căn cước công dân chưa gắn chip, tôi vẫn giữ, mất cái này còn cái kia. Trong ví tôi luôn có 3 cái, chứng minh thư, căn cước công dân. Vì sợ công an hỏi, đăng ký xe theo căn cước công dân và bằng lái xe theo chứng minh thư, dù đã cắt gốc, không chứng minh được hai thứ là một. Hộ khẩu của tôi được ghi chú, thay đổi địa chỉ, dù hộ khẩu được khai tử, nhưng thử hỏi, đi giao dịch dân sự, không có hộ khẩu thì liệu có xong không? Bao nhiêu thông tin cá nhân đi theo địa chỉ, số chứng minh thư, căn cước công dân. Thế mà, bố thích là bố đổi thôi, không hề nghĩ đến dân méo mặt vì giấy tờ. Cái vụ chứng minh thư 9 số và căn cước công dân 12 số cũng đã loạn lên. Lẽ chỉ cần 9 số là đủ cho 999 triệu dân, nhưng lại thích 12 số vì bên nước ngoài họ làm thế. Bỏ đi 90 triệu số chứng minh thư cũ để làm lại từ đầu cho 12 số mới. Để có 4.0, rồi cái gì cũng muốn đưa vào chip quản cho hiện đại. Cơ sở dữ liệu dân cư chưa xong, giờ lại tách nhập. Hôm nay nghe sát nhập mà kinh, gần 100 triệu dân Việt Nam cả đời đi làm lại giấy tờ vì ai đó thích. Xin hỏi, các vị định hành dân đến bao giờ nữa đây? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Xin đừng sát nhập, xin đừng đổi tên. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.